Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể tăng ni cùng quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 6 năm Tân Mão, dương lịch là ngày 2 tháng 7 năm 2011. Chúng ta lại có duyên lành cùng nhau tu học buổi chiều hôm nay. Thì chiều hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục với quý vị về cái bài Chí Tâm Phát Nguyện. Hôm nay thì chúng ta học tới nguyện thứ 8, tám nguyện gì? Nghe suốt bỏ tam thiên. Thì ở nguyện thứ 7 thì quý vị thấy là suy nghĩ hành thập địa. Cho nên chúng ta thấy thập địa không có phải là như lâu nay chúng ta nghĩ tưởng là các vị Bồ Tát tu rồi có chừng mực lên hết, nghĩa là cái cấp này tới cấp nọ thì mới gọi là thập địa. Thì thập địa khi chúng ta xét lại cái giá trị ý nghĩa thì rõ ràng đều là nói tới cái dụng của cái chân tâm của chúng ta. Còn bây giờ tới cái nguyện thứ 8 này thì chúng tôi lưu ý với quý vị là chúng ta có một cái từ rất là đặc biệt. Bởi vì nguyên cái câu này á, chữ Hán á là gì? Bát nguyện đế thính xả tam thiên. Tức là nguyện thứ 8 á, đế thính đây có nghĩa là chúng ta nghe một cách nghĩa là thấu suốt. Chữ đế có nghĩa là chắc thật, cũng có nghĩa là chân lý. Cho nên khi nghĩa là cái từ đế thính này á thì được ứng dụng vào đây thì chúng ta chuyển lại nghĩa là thành cái dịch ra đó là mình đã nghe suốt. Thì nghe suốt là nghe như thế nào? Mà tại sao nghe suốt thì lại có thể bỏ được là ba cõi, tức là tam thiên? Thay vì mình bỏ ba cõi là mình bằng cái máy mắt thấy của mình, tức là mình thấy rồi mình không có bị ô nhiễm hay là không có bị dính mắt thì mới gọi là xả, phải không nào? Nhưng mà tại sao ở đây lại dùng chữ đế thính? Thì trước khi vào tìm hiểu về tam thiên, tức là ba cõi, thì chúng tôi xin giải thích về chữ đế thính trước. Đế thính nghĩa là đây là một cái cách nghe mà nghe được thấu suốt, nghe nghĩa là được tường tận cái sự thật. Bởi vì chữ đế có nghĩa là sự thật. Như lâu nay chúng ta học về tứ diệu đế đó, ta học nghĩa là tứ diệu đế thì đó là bốn chân lý màu nhiệm sự thật, sự thật về bốn chân lý đó. Thì hôm nay chúng ta lại có cái từ đế thính, nghe mà một cách nghĩa là chắc chắn chân thật đó, nghe nghĩa là được nghĩa là thấu suốt rõ ràng. Thì trước khi nghĩa là chúng ta đi tìm về cái nghe thấu suốt để mà xả bỏ tam thiên, tức là không có còn dính mắc tam thiên, thì chúng tôi xin được trao đổi với quý vị chỗ này. Bởi vì thường thường á, cái nghe của chúng ta mình cũng nghĩ rằng mình đã nghe thấu suốt rồi. Tại vì khi mình thí dụ trong cái buổi giảng này, quý vị chăm chú, quý vị nghe, nghe đâu đó nghĩa là không có thiếu sót cái gì cả, nghe rồi hiểu rồi tiếp thu vân vân. Thì như vậy coi như mình đã nghe suốt, nghe nghĩa là nghe rõ. Nhưng mà chữ đế thính không có phải nhầm cái nghĩa đó. Thì vì thường á, chúng ta nghe nó có nghĩa là hai cái dạng tâm lý nảy sinh ra. Một, quý vị thấy nghe một lát mình gật đầu, ồ bữa nay thầy nói cái này hay quá,
Thì như vậy thì xin thưa với quý vị, có đúng là hay không? Tại vì có nhiều khi á, chúng tôi cũng ngỡ ngàng lắm. Mình không phải mình nói là để chờ đón quý vị vỗ tay, nhưng mà không biết là chập quý vị với thấy nó thích ứng cái gì đó, nó hài hòa cái gì, nghĩa là nó đáp ứng được, nghĩa là cái yêu cầu của mình nghe quý vị vỗ tay. Thành ra nhiều lúc mấy trường hợp đó, ai mà không có bình tĩnh á, thì thường thường người ta nghe ở dưới vỗ tay ở trên này mình phải nở nụ mũi, nhưng mà bản thân chúng tôi mà nghe vỗ tay kiểu đó ở trên này nó nhột. Tại vì mình không biết là quý vị nghĩa là hiểu cái gì mà tự nhiên mình giảng tới đó hay là mình nói tới đó cái là hứng lên vỗ tay. Thì xin thưa với quý vị, tại sao chúng tôi nói là ở trong này mình cảm thấy mình nghĩa là ái náy, nhột nhạt có nghĩa là mình ái náy chứ có gì đâu, là sao vậy? Tại vì xuất phát từ một cái tâm trạng như thế này, những gì chúng tôi nói quý vị nghe hợp với cái ý của quý vị, cho nên quý vị vỗ tay. Như vậy thì quý vị vỗ tay vì ưng ý với mình thôi, chứ không phải đã được tiếp thu, không phải được nghe suốt. Rồi cái thứ hai, chúng ta nghe xong rồi chúng ta chê, ồ nói không hay gì hết. Thì tại sao không hay? Cũng có nghĩa là không hợp với mình mà thôi. Mình tưởng tượng rằng khi ông thầy ông lên, ông phải nói như thế này, thế này, thế này, thì như vậy là hay. Còn bây giờ ông nói không đúng vậy, thành ra không hay. Thành ra sau cùng á, cả hai trường hợp, chúng ta khen hay hay là chúng ta chê dở, đều là một cuộc so sánh mà thôi, chứ chả có nghe cái gì hết á. Còn trong khi đó, nếu mà chúng ta nghe mà đúng là đế thính á, nghe mà đế thính á, có nghĩa là nghe mà để thấu suốt được á, thì nó không bị mắc kẹt trên cái đó. Đừng bao giờ để cái của mình đứng ra làm thẩm phán, tức là làm cái chỗ là như giám khảo á. Cho nên thường thường bây giờ quý vị nghe rồi khởi lên, nghĩa là trong ý của mình, trời ơi đoạn này thầy giảng hay lắm, hay là ô đoạn này nghe sao buồn ngủ quá, là tức là mình làm giám khảo ông thầy, tức là quý vị đang đánh giá coi thầy nghĩa là nói hay nói dở, chứ không phải là quý vị nghe. Bây giờ là như vậy thì chỗ này ý chúng tôi muốn nói cái gì đây, tức là khi chúng ta nghe đó là chúng ta hay có nghĩa là có cái sẵn của mình, sẵn cái kiến thức, sẵn cái tư duy, sẵn cái nghĩa là cái gì đó nghĩa là mình đã trực sẵn rồi. Cho nên chính cái chỗ đó mà khi nghĩa là mình đem ra nghĩa là mình phê phán, mình đối chiếu, cho nên biến thành cái cuộc nghe đó là một cái cuộc để so sánh thôi, chứ không phải là để tiếp nhận, để nghĩa là thấu suốt được vấn đề đó. Đó, cho nên nghĩa cái chỗ này chúng tôi xin nhắc lại để cho đại chúng lưu ý. Khi mà chúng ta đến với Phật Pháp là bởi vì mình tìm cầu cái sự sáng tỏ, cái sự nghĩa là giác ngộ đi đến viên mãn. Cho nên đừng để cho cái thành kiến của mình nó luôn luôn nó hiện hữu rồi nó cứ đánh giá khen chê. Hãy được thì khen, ưng với mình thì mình khen, còn hãy nghịch với mình thì mình chê. Đó, chúng ta đã hình thành cái thói quen đó lâu lắm rồi, và trong nhiều cái môn học nghĩa là nó đã có mặt như vậy. Thì là hôm nay nhớ hãy dùng đến chữ đế thính, là chúng ta đừng có bao giờ nghĩa là để cái sự kiện đó nghĩa là nó xảy ra, tức là đừng bao giờ nghe vì trong tâm mình đã có sẵn một cái thành kiến rồi, từ cái thành kiến đó mà chúng ta khen chê thì là cuối cùng chúng ta chỉ biến là cái cuộc nghe đó thành một cái sự so sánh mà thôi, so sánh với cái của mình. Như vậy thì đại chúng đã phát hiện được cái gì chưa? Tuy rằng ta nói ta học, ta nói nghĩa là ta về, ta cầu pháp, nhưng mà thật ra nó dựa trên cái bản ngã của mình. Những lời giảng dạy đó nghĩa là nó hoàn toàn là nó để nghĩa là thỏa mãn cái bản ngã của mình. Hãy ưng thì nghĩa là chúng ta coi như là nghe hay, nghe như vậy là hợp lý. Còn không ưng thì chúng ta chê. Đó, làm sao nghĩa là muốn sử dụng được cái đế thính này á, ta nghe đúng đế thính thì có nghĩa là đừng để cho
trong tâm mình có một cái thành kiến, ta cứ nghe là lắng sâu, ta cứ nghe nghĩa là để rồi quý vị nghĩa là tiếp nhận, trong cái tiếp nhận đó mà cái tâm của mình càng thanh tịnh bao nhiêu thì nó mới đạt đến được nghĩa là cái chữ chỗ thấu suốt. Chứ còn nếu nghĩa là mình có một cái thành kiến của mình rồi, có một vấn đề đã có sẵn rồi, thì mình chỉ biến cái đó thành cái cuộc so sánh. Cũng giống như bây giờ, nếu cái tâm của quý vị là một cái lưới mềm mỏng bao trùm, thì coi như bao nhiêu trái banh người ta có ném vào, nghĩa là có chọi vào đó, đá vào đó, thì nó lọt vào đó, chứ nó không có bị nghĩa là phản kháng. Còn nếu tâm chúng ta là cái vách tường, thì nghĩa là những cái đó nó rơi vào thì nó sẽ dội trở lại. Đó, làm sao chúng ta đừng biến mình thành một cái tấm tường, nghĩa là kiến chấp. Mình nghĩa là hình thành một cái tấm tường kiến chấp rồi, thì tất cả những cái gì nó không lọt vào được, mà nó dội vào cái kiến chấp đó để mà nó phản hồi. Thì chính cái sự phản hồi đó nó mới biểu thị khen và chê. Cái gì nhớ là khen và chê cũng chỉ là một sự phản hồi thôi. Tức là nó dội vào cái vách tường rồi. Chứ còn mà nếu là nó vào lưới thì chả sao cả. Vào lưới thì có nghĩa là nó lọt vào, nó không có hề nghĩa là có cái gì phản hồi cả. Thì ta không có xây dựng một cái tấm vách đó, thì quý vị mới có thể đi đến cái chỗ nghĩa là thấu suốt. Tại như vậy thì trong cái nguyện thứ 8 này rõ ràng là Ngài đã sử dụng cái từ đế thính này cũng là một cái gọi là một pháp tu. Ta biết nghĩa là lắng nghe một cách nghĩa là sâu thẳm đó. Chứ còn không phải là lắng nghe theo cái thói quen bấy lâu nay chỉ là để có một cái phản hồi ưng nghĩa là tốt xấu hoặc nghĩa là khen chê, thì như vậy đâu có phải là lắng. Cái đó là chúng ta chỉ nghe nghĩa là theo cái cá biệt của mình đó, tức là nó đã có một cái tấm vách ngăn rồi. Còn khi chúng ta lắng á, thì chúng ta phải biết rằng nó nghĩa là nó có được cái chiều sâu, thì như vậy mới gọi là lắng nghe. Thành ra cái hạnh lắng nghe cũng là một trong những cái hạnh mà chúng ta tu tập để mà phát triển nghĩa là được cái nội tại của mình. Vì trong cái cảnh giới của chúng ta, như quý vị nào đã có nghiên cứu qua Thủ Lăng Nghiêm, thì cái pháp tu của Đức Quán Thế Âm đó là nổi trội trong cái cảnh giới Ta Bà này. Vì cái thính giác của chúng ta rất là nhạy bén, và trong cái cảnh giới của chúng ta thì vấn đề âm thanh đóng một cái vai trò quan trọng. Cho nên khi mà mình nghe mà mình biết là thức tỉnh từ cái nghe đó, thì là cái việc tu hành của quý vị sẽ có rất nhiều cái kết quả. Thì đơn cử là lâu nay quý vị nghe rồi có cái chỗ sáng tỏ, có cái chỗ nghĩa là nhận biết, thì xin thưa những cái đó nó cũng chỉ mới là gì, mới là chúng ta nghĩa là thực tập vậy thôi. Chứ còn đi đến cái chỗ lắng sâu á, thì là mình phát hiện ra phản văn tự tánh, tức là nhân cái nghe mà mình biết mình có tánh nghe đó. Tức là ta nhân cái nghe đó mà ta phát hiện rằng mình có cái nghĩa là cái trọn vẹn, cái đầy đủ. Nếu không có làm sao mình biết nghe. Ví dụ bây giờ quý vị không có cái tánh biết bên trong á, thì nghe làm sao mà biết được. Tại sao chúng ta âm thanh lọt vào lỗ tai cái mình biết à? Đấy chưa? Mình biết nghĩa là cái lời nói này đang diễn tả cái gì, âm sắc nó ra sao. Nó nghĩa là ví dụ bây giờ chúng tôi đương cùng trao đổi kinh nghiệm tu tập với đại chúng, thì quý vị biết cái này nó không có phải là một bài nhạc. Bài nhạc thì nó khác, vân vân. Đó, nghĩa là chúng ta nghe là chúng ta đã rõ biết rồi. Nhưng mà nếu mà mình thường thường á, mình nghe đó thì mình lại không nhận ra cái sự rõ biết đó. Mà ta nghe đó thì ta lại đứng ở trên cái chỗ nghĩa là để phản hồi. Như lúc nãy chúng tôi đã nói đó, là để phản hồi, vì luôn luôn mình có một cái tấm tường ở trong sẵn ở trong này để mà mình dội trở ra. Là chính cái chỗ đó mà chúng ta mới bị lầm. Thật ra trong cái pháp hội của Đức Thế Tôn, mà nhất là trong cái pháp hội Thủ Lăng Nghiêm, Ngài đã có những cái dẫn chứng rất là độc đáo để cho chúng ta nghĩa là vỡ cái lẽ đó ra. Thí dụ như Ngài dạy một vị đánh tiếng chuông đó. Thì khi đánh tiếng chuông mà mới hỏi gì chứ, quý vị nghe không? Nói dạ nghe.
À, bởi vì nghĩa là khi đánh tiếng nghĩa là điểm một cái tiếng chuông thì chúng ta nghe rõ ràng cái tiếng chuông. Rồi xong rồi tiếng chuông nghĩa là nó loan tỏa, nó từ từ nghĩa là nó vắng. Im, không gian yên tĩnh lại. À, thì Ngài hỏi đại chúng là quý vị có nghe không? Thì quý vị trả lời sao? Dạ không nghe. À, không nghe. Rồi xong rồi Ngài yêu cầu thỉnh một tiếng chuông nữa. Thì hỏi nghe không? Nó dạ nghe. Thì lúc đó Phật mới quở. Phật nói bữa nay sao các ông lạ vậy? Lúc nghe lúc không. Lúc nghe rồi lúc không nghe. Tức là lần thứ nhất thì ta nghe, lần thứ nhì ta không nghe, lần thứ ba thì hỏi lại dạ nghe. Mà có đúng như vậy không? Có đúng là cái lỗ tai của quý vị hay là cái thính giác của quý vị nghĩa là nó chập chờn như vậy không? Đúng không? Đâu phải như vậy. Chúng ta bị nhầm rồi. Lần thứ nhất chúng ta nghe có tiếng chuông. Lần thứ hai chúng ta vẫn nghe, nghe không có tiếng chuông, chứ không phải là không nghe. À, cho nên lần thứ ba chúng ta mới tiếp tục nghe có tiếng chuông. Như vậy thì ba thời đều nghe hết, chứ không có cái nào là không nghe cả. Thế mà bây giờ quý vị xét lại coi, mình dễ bị nhầm lắm. Hỡi mà hỏi cái gì nó ra đâu có nghe, không nghe. Mà phải điếc không? Không phải điếc, đâu có điếc đâu. Nếu nói không nghe thì chứng tỏ mình đã điếc rồi, là cái thính giác của mình nó hỏng rồi. Còn sự thật là tại vì chúng ta nghe không tiếng, chứ không phải là không nghe. Thì tại sao chúng ta lại nhầm lẫn một cái điều sai sót lớn lao như vậy, tai họa như vậy? Là tại vì thói quen của mình á, là mình cứ nghĩa là chạy theo vật đã quen rồi. Đó, có vật thì có, còn có mình còn phải, mà mất vật thì mất ta. Đó, mình bị nghĩa là chạy theo. Cho nên từ đó về sau thì chúng ta nghĩa bây giờ thành một cái thói quen, đó là có cái bên ngoài thì coi như còn có mình, mà hãy không có cái bên ngoài thì kể như mất. Đó, nên là chính cái chỗ đó mà quý vị thấy nghĩa là trong nhiều cái hiện tượng đời sống chúng ta thường hay bị nhầm ở chỗ đó. Tức là mình quên mất mình chỉ nghĩa là chạy theo vật, nghĩa là theo quên mình mà theo vật đó, tức là không có còn nhớ mình sẵn có như vậy. Chứ thật ra cái thính giác của quý vị, cái tánh nghe của quý vị đâu có bị mất, phải không nào? Hay là bây giờ chúng tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị mở mắt quý vị thấy không? Nó dạ thấy mọi người đây. Rồi bây giờ nhắm mắt thấy không? Nó dạ hồng thầy. Đúng chưa? Hãy nhắm mắt là không thấy. Chứ thật ra chúng ta thấy cái gì? Thấy cái mí mắt của mình á, tại mắt mình nó nhắm lại chứ đâu phải mình không thấy. Nhưng mà mình nhầm cái chỗ là hãy có người, có đối tượng thì chúng ta cho đó là thấy, mà mất đối tượng thì kể như không thấy. Chứ thật ra lúc bấy giờ á, chúng ta khép mắt lại là mình thấy cái màng mắt của mình. Chứ mình đâu có bị đuôi đâu, không có bị mù. À, nhưng mà thường chúng ta bị nhầm lẫn cái chỗ đó. Mà chính những cái nhầm lẫn đó nó dần dần nó mới đi tới nhiều cái tai họa. Lúc nào cũng vậy, nghĩa là trong cái sinh hoạt đời sống của chúng ta là chúng ta quên mình mà cứ chạy theo vật. Có vật thì coi như có mình, mà hãy mất vật là mất tôi. À, mất vật là kể như mất mình rồi. À, thì hôm nay đế thính là nhắc cho mình nhớ lại cái chỗ đó. À, tăng nghe một cách nghĩa là lắng sâu, nghe không có nghĩa là dựng cái thành kiến của mình lên, trở thành một cái vách tường để mà đối kháng. À, như vậy thì từ nay nếu đại chúng học kỹ nghĩa là cái phần này á, hôm nay chúng ta nhận ra được rồi, thì cái chủ yếu của chúng ta nghe là để lắng sâu, cho nên mình mới gọi là lắng nghe. À, lắng nghe để nghe là chúng ta nghĩa là thẩm thấu được cái sự việc đó, chúng ta cảm nhận được cái sự việc đó. À, chúng ta có một cái sự nghĩa là phát hiện, hay là có một cái sự nghĩa là thể nhập vào. Chứ không phải nghe là để chúng ta có cái chỗ nghĩa là so sánh. À, thường thường là bây giờ chúng ta nghe là để so sánh, cho nên từ đó nó mới hình thành là hay là dở. À, như vậy thì quý vị thấy là cái thói quen nghe xong rồi khen hay là chê dở đều là nguy hiểm hết. Đều là không đúng với cái thực tại. Không có phải nghe là đúng cái tinh thần của một người tu mà biết lắng nghe. Đó.
Chúng ta nghe như vậy là chẳng qua là chúng ta đem nó ra so sánh thôi, mà so sánh với ai? So sánh với mình. Cái gì nghĩa là sẵn có của mình á, thì bây giờ mình đem ra để mình so sánh, thì từ đó mình mới có hay dở. Và từ cái nghe thì chúng ta đi qua những cái lĩnh vực khác. Thí dụ bây giờ quý vị nhìn cái bình hoa, quý vị nói là to đẹp, xấu. Thì cũng vậy, đẹp xấu là theo mình. Chứ thật ra mình khen đẹp với người khác, với cái nhìn của người khác chưa chắc gì đẹp. Còn lúc chúng ta chê nó xấu thì với người khác cũng chưa chắc gì là nó xấu. Phải như là như vậy thì cái đẹp xấu là do cái nghĩa là cái tích lũy của mỗi người, tức là do cái sự so sánh của mỗi người. Mà quý vị thấy không, hết sức là tai họa. Chúng ta đem cái riêng tư của mình để rồi áp đặt, bắt người ta phải công nhận, thành ra chính cái chỗ đó mới có đau khổ và phiền não. Nói ví dụ như giờ cái này nghĩa là trước mặt cái đóa hoa này quý vị khen là đẹp, thì ai nói xấu là chúng ta phải bực tức lên chưa, và chúng ta sẽ nghĩa là có một cái cuộc nghĩa là bất hòa, mâu thuẫn, cự cãi lại người ta. Như vậy mà dám chê là xấu hả? Phải không? Thì tí nữa là bắt đầu rồi á. Qua thì vô tình nghĩa là nó không, tự nó không hề nói là nó đẹp xấu. Nó chỉ biết như thế này là như thế này. Còn tí nữa thì chúng ta đánh lộn. À, vì nghĩa là cái qua như này. À, chỉ vì nghĩa là đẹp xấu thôi. À, quý vị thấy không? Nhiều khi phi lý cái chuyện đó. Bản thân những cái sự vật đó không hề nghĩa là tự tô điểm cho mình đẹp hay là xấu. À, nhưng mà khi chúng ta khen chê rồi thì một chút nữa là chúng ta có chuyện. À, nhất là những cái cuộc mà chúng ta nghe như thế này á, à, rồi tí nữa ra bàn bạc với nhau, bữa nay hay quá ha, trời ơi, giảng gì mà hay cái gì cũng biết nữa. Thấy không? Đó là bắt đầu nghĩa là hai bên nghĩa là lời qua tiếng lại rồi. Thầy đâu có đề cập với quý vị, thầy đâu có biểu khen hay chê đâu. Nhưng mà tí nữa do khen chê rồi thành ra huynh đệ xích mích với nhau. Quý vị thấy câu vô lý như vậy đó. Chúng ta cứ quên mất mình à, chạy theo cái bên ngoài, thành ra rồi nghĩa là sống với bao nhiêu phiền não khổ đau. Rồi nghĩa là đến mức độ là khi chịu hết nổi rồi thì mới nghĩ đó, bây giờ phải làm sao tu sửa nó lại. Chứ thật sự thì bản nhiên vốn dĩ chúng ta có cần phải tu sửa như vậy không? Đâu có cần đâu. Thật ra những cái đó đâu có phải là sẵn có của mình. Những cái thói quen đó là nó do cái hình thành từ cái nghĩa là tập nghiệp của mình thôi. Tức là mà nó thành thói quen là do cái chỗ ưa hay là ghét của mình mà thôi. À, như vậy thì nếu quý vị thấy được cái gốc đó là xả cái chỗ đó ra. Đó, xả được nghĩa là cái gốc đó thì là chúng ta trở lại với nghĩa là cái đúng nghĩa của nó, à, cái thực tại của nó. À, không có còn bị nghĩa là một cái thành kiến, không có còn bị một cái gì có sẵn để mà làm cái đối tượng cho chúng ta cứ so sánh, đối chiếu nó lại đó. Đấy, thì như vậy mới là đúng cái chữ đế thính. Cho nên trong cái hình ảnh mà của Ngài Địa Tạng Bồ Tát á, quý vị thấy Ngài cởi cái con gì? Thường thường mình nói cởi con sư tử chứ không phải cái con đó gọi là con đế thính. À, con đế thính hay là có khi chúng ta đọc chạy đi chúng ta gọi là đề thính. Đấy. Như vậy thì quý vị thấy coi, rõ ràng là cái hình tượng đó là có một cái sự ẩn dụ. Bởi vì Ngài Địa Tạng cầm cái hạt Minh Châu á, là cũng có nghĩa là nhắc cho chúng ta cái bản tâm thanh tịnh của mình đó. À, nên tạng là chứa đủ á, à, địa là dày chắc tạng chứa đủ. À, rồi quý vị thấy coi cái lời phát nguyện của Ngài Địa Tạng cũng vậy. À, địa ngục vị không thể bất thành Phật, địa ngục mà không trống á, thì nghĩa là không chịu thành Phật. Chúng sinh độ tận mới phương chứng Bồ Đề, có nghĩa là chúng sinh mà độ tận rồi thì mới chịu thành đạo. Thành ra ta cứ ngỡ rằng Ngài đang còn ở dưới địa ngục, à, thương Ngài quá vì chúng sinh mà Ngài cứ lận đận lao đao dưới địa ngục không. Chứ thật ra quý vị quay về cái tâm của quý vị thì là cái điều đó quá rõ. Tâm của chúng ta mà còn địa ngục thì làm sao mà thành Phật được. Thấy không? À, nếu thì cái tâm của mình mà còn có những cái tư tưởng địa ngục thì làm sao chúng ta gọi là thành Phật. À, hay là nói cho nó đầy đủ hơn, tâm chúng ta nghĩa là phải trở về với cái chỗ thanh tịnh, sáng suốt, viên mãn. À, thì cái chỗ đó mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. À, tức là như nghĩa là Phật đã thành Phật không khác. Còn nếu chúng ta còn lãng vãng trong sáu nẻo luân hồi, à, thì có nghĩa là có thành được cái gì không nè. Tức là mình phải
phải sống với cái nghĩa là cái tư tưởng mà gọi là lăng xăng đó, lãng vãng đó, nó dẫn mình đi. Đó cho nên nghĩa là địa ngục còn thì không thể nào thành Phật. Thì địa ngục đây có nghĩa là địa ngục ở trong tâm của mình. Rồi cũng vậy, nếu như trong tâm của mình mà còn chúng sinh thì chúng ta có thành đạo được không? Phải nha. Nghĩa là chúng sinh mà độ chưa tận đó, tức là trong tâm mình vẫn có ý niệm của chúng sinh, thì làm sao mà chúng ta thành Phật được? Cho nên chỉ cần xoay lại thì chúng ta thấy hai cái lời nguyện đó quá rõ ràng. Không phải là riêng của Ngài Địa Tạng, mà chính là cái tâm của chúng ta đấy. Rồi từ đó thì quý vị mới thấy đúng vậy, tâm của mình là nó dày chắc mà nó chứa đủ. Đó, tức là mọi cái sự nghĩa là sự việc gì nghĩa là nó đều xuất phát từ tâm. Cho nên nó đầy đủ hết, nó chứa nhóm nghĩa là không thiếu gì trong đó cả. Rồi bây giờ thì Ngài cởi cái con đế thính đó, mà con đế thính đó nó có một cái điểm đặc biệt là một khi mà nó quỳ xuống, nó mọp xuống á, thì nó biết rõ hết. Tức là khi mà nó quỳ, nó mọp xuống á, là nó biết rõ hết. Thì chỗ đó nhắc cho chúng ta cái gì? Ta nghe mà ta biết trở về á, thì ta sẽ thấy được nghĩa là tường tận mọi việc. Còn nếu mà ta phóng ra ngoài á, thì quên. Đó, như vậy thì qua cái dẫn chứng lúc nãy về cái tiếng chuông thì đại chúng đã thấy rõ cái ý nghĩa này. Nếu nghe mà đừng có mất mình thì ta sẽ không có bị nhầm lẫn đâu. Khi có tiếng chuông, dạ thưa con nghe có tiếng chuông. Khi không có tiếng chuông, dạ thưa con nghe không có tiếng chuông. Chứ không phải không nghe. Mà hãy nghe là quý vị không biết quỳ mọp xuống á, tức là quay trở lại với mình á, mà cứ ngưỡng cái cổ ra ngoài đó, thì coi chừng là sẽ trả lời dạ không nghe. Không nghe. Mà cái thói quen này đậm đà lắm rồi nghe. Cho nên hôm nay chúng tôi dẫn chứng cái này chỉ là một phần rất là bé nhỏ, để cho đại chúng lưu ý từ cái nguyện thứ 8, để nghe là chúng ta phát triển nó lên ở trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý gì đó là chúng ta lưu ý cái chỗ đó. Chứ không riêng gì cái nghe không, mắt cũng bị lừa đó, mà cái lúc nãy chúng tôi vừa dẫn chứng. Rồi cứ như vậy nghĩa là đi đến cái lỗ mũi, đi đến cái miệng mồm, nghĩa là xúc giác của mình vậy. Thật ra là chúng ta hằng biết mà mình lại cứ nhầm. Chừng nào ai để cái tay lên thì mình mới gọi là biết, còn không có cái tay người ta để lên ở trên cái da của mình cái mình nó không biết. Không có gì hết. Làm sao không có gì? Mình đang cảm nhận được cái không có gì là đâu có phải là không có gì, phải chưa? Thành ra chúng ta cứ hay bị lầm. Chừng nào ai để cái tay lên, nói dạ biết có một ngón tay để lên để trên cái tay tôi, nó còn bỏ ra nó tôi không biết gì hết, tôi không có gì hết. Nó không phải, mình vẫn biết chứ, không hề vắng mặt. Thì đến đây nghĩa là đại chúng xét thấy có cái gì nghĩa là màu nhiệm chỗ này chưa? Tại sao chúng ta có một cái thực thể không bao giờ vắng mặt mà mình lại không công nhận cái thực thể đó? Mình sống với cái nghĩa là cái lúc có lúc không. Đó, lâu nay thói quen của chúng ta cái gì cũng nằm trong sinh diệt hết, có sinh có tử chứ không chấp nhận cái không sinh diệt. Như cái đoạn chúng tôi vừa chứng minh thì quý vị thấy rõ ràng là cái biết của quý vị đâu có sinh diệt, nó không hề mất mà. Và nó sinh ra hồi nào thì cũng không thể nào đoán được, không có thể nào nói nó được. Tại vì bây giờ quý vị để cái tay không như vậy cũng đã có nó rồi, thì bây giờ mình để một cái gì lên thì mình cảm nhận cái đó thì mình tưởng đâu như vậy mới có, chứ thật ra là nó đã có rồi. Phải như nè, cũng như con mắt của quý vị bây giờ là quý vị nhìn thấy cái này thì quý vị nói tôi thấy, nhưng mà nhắm mắt cũng thấy mà. Kể cả lúc quý vị ngủ á, con mắt cũng thấy nữa, nó đâu có bao giờ nghỉ đâu. Chứ nếu không thấy là làm sao mà quý vị kể chuyện chiêm bao được. Nên cho nên nghĩa là chúng ta thấy rất rõ là khi mình ngủ thì cái mí mắt của mình khép lại, rồi ta tưởng như là mình nghĩa là chết rồi, đó là mắt không có còn biết gì nữa hết, đờ cứng hết trơn cả thân người mình, ngủ nghĩa là ngủ khò vậy. Chứ xin thưa với quý vị, cái tánh giác của chúng ta, cái thấy của chúng ta không có mất đâu. Bởi vì mất như vậy làm sao ở trong lúc mà quý vị nằm mơ này kia là còn là biết rõ như vậy, tí nữa là thức dậy còn kể lại mà. Nếu nghe là chúng ta mất rồi thì đâu có.
Nhưng mà quý vị thấy không nè, đó, hãy khép mắt lại thì tưởng chừng như là mình không thấy gì nữa hết. Ở nhưng mà ai kêu mình giật mình cái là nhìn thấy ai đang gọi mình liền à, biết liền. Đó, như vậy thì chứng tỏ rằng sao? Rõ ràng là ta không có bị vắng mặt. Nhưng mà lâu nay có khi nào quý vị nhận ra được cái lẽ thật này không? Có nhận ra được nghĩa là cái chân lý này nghĩa là đang hiện hữu ở nơi mình không? Mà hoàn toàn là chúng ta chỉ sống với cái có và không, có và không, không và có. Chứ không có mà cái hằng hữu như thế này, ta không đồng ý cái chuyện này. Đó. Thế như vậy thì bây giờ chúng ta kiểm lại coi, đâu có phải thường thường mình cứ cho cái thân này là phàm phu, thân xác thịt này, thành ra nghĩa là nếu nói tới thành đạo là chỉ khi nào mình bỏ cái thân này về thế giới cực lạc hay là về niết bàn gì đó mới gọi là thành đạo. Mà mình đâu có ngờ là mình đã thành rồi mà tại mình không nhận thôi. Bởi vì thực tế là quý vị đâu có phải là nằm ở trong cái chỗ sanh diệt. Sanh diệt là tại mình tưởng tượng. Đó là tại do vậy là bây giờ nè, để cái tay vô thì quý vị nói dạ, bây giờ có cảm giác. Bỏ tay ra, hỏi có cảm giác không? Nói dạ không, không có cảm giác. Vậy là tự mình làm chết chứ nó đâu có chết. Quý vị thấy sai lầm rồi cái chỗ đó. Tức là tự mình làm chết mình chứ thực tế là mình không có cái chết. Để tay vô thì nói có, bỏ tay ra cái mình nói không. Nhưng mà nó đâu có không đâu, nếu là không làm sao nó biết, nó biết là cái này không. Đúng không nào, bây giờ quý vị đưa cái tay lên hỏi có gì không, nói dạ không. Tức là không có cái gì để trên đó, như vậy là nó biết. Chứ không phải không, nó biết cái không có gì để trên tay nó. Còn bây giờ để ngón tay lên, nó biết có ngón tay. Rồi bỏ ra, nó biết không ngón tay. Và cứ như chúng ta kiểm lại coi, tất cả giác quan của chúng ta đều tuyệt vời như vậy đó. Thế mà chúng ta lại cứ nghe là sống với sanh tử. Thành ra rồi từ đó cái tư tưởng của mình, ý tưởng của mình lúc nào cũng vậy, cứ chạy theo nghe là có, không, sống, chết. Thành ra nghĩa là tự mình nghĩa là làm cho mình bị điên đảo. Chứ thật sự có cái gì là điên đảo đâu, có cái gì là trái quấy đâu. Mình không có hề nghĩa là bị thiếu vắng lúc nào cả. Lúc nào chúng ta cũng nghĩa là hiện diện một cách nghĩa là trọn vẹn đầy đủ như vậy đó. Để nhưng mà do cái thói quen của mình nghĩa là quên mình chạy theo vật. Bây giờ có vật thì còn có mình, mà mất vật rồi thì kể như xong, ta kể như mất mình. Như vậy hôm nay chúng ta học tới cái nguyện thứ 8, mong rằng đại chúng điều chỉnh lại cái này. Bởi vì cái này nghĩa là khi quý vị điều chỉnh lại được rồi là cuộc sống của quý vị không thể nào mà còn phiền não khổ đau nữa hết. Bây giờ ta biết chắc là không có cái diễn biến nghĩa là của những cái vô thường như chúng ta đã nghĩ tưởng. Đó. Khi mình khám phá ra ngay cái thân của mình thôi đã có một cái thực thể tuyệt vời như vậy rồi thì còn cái chỗ nào nữa rồi. Nó như vậy thì sống với cái mà chúng ta đã biết nghĩa là không có bị nghĩa là biến đổi, không có bị nghĩa là sinh diệt. Thì ngay đây là những cái ưu tư lớn lao, những cái nghĩa là thắc mắc bấy lâu nay, những cái sợ sệt to tát ở trong cuộc sống của mình có phải là đã giải tán được không? Đó, ngay đây là chúng ta có thể nghĩa là thấy rõ rồi, vỡ lẽ ra liền. Chứ còn nghĩa là không thì quý vị nghĩa là sống với cái niệm sinh diệt, cho nên mình nghĩa là tham sống mà sợ chết, sợ mất mình. Tại vì mất có đồng nghĩa là không còn gì hết. Đó. Thành ra cho tới lúc bây giờ chúng ta có nghĩa là hết duyên trả cái thân này thì cũng nghĩa là bị cái tư tưởng đồng hóa đó sợ lắm. Bỏ cái thân này rồi không biết mình đi đâu, còn hay là mất. Mà thường thường thì quý vị nghĩ là mất. Tại vì ta thấy ở trong cái đời sống của mình, một người chết có nghĩa là một người đó không còn có mặt ở trong cuộc sống này. Thế thôi. Thì là từ đó là mình nghĩa là sợ cái hiện tượng đó. Chứ thật ra là người ta không còn có mặt ở trong cuộc sống này, người ta đổi qua một cái thế giới khác. Người ta chuyển qua một cái thế giới khác hay chuyển qua một cái cách sống khác. Chứ đâu có bị mất hẳn đâu. Đó. Vậy thì hôm nay chúng ta trước khi nghĩa là đi vào tam thiên, tức là ba cõi đó, là nói tới cái việc mà nhầm lẫn của mình bấy lâu nay, thì phải hiểu rõ cái chữ đế thính. Tại sao nghĩa là Đức Vua Trần Thái Tông lại dùng cái chữ đế thính ở trong cái trường hợp này? Nghe suốt, mình dịch thì
mình nghe chữ nghe suốt của mình đó, thì lâu nay mình cũng hiểu theo cái cách tư duy của mình, nghe suốt đó, nghe là một cách rõ vậy thôi, chứ mình không ngờ rằng cái nghĩa của chữ nghe suốt đó là như thế nào. Tức là đừng để cho bất cứ một cái kiến chấp nào sẵn có ở trong tiềm tàng của chúng ta đem nó ra để mà làm cái đối chiếu. Ta đem nó ra nó làm đối chiếu rồi thì nó mất đi cái chân thật. Tại vì bây giờ quý vị đã có sẵn cái của quý vị rồi thì mình tiếp thu vào á, là nó cái chúng ta tiếp thu vào nó chỉ trở thành một cái cuộc so sánh, chứ nó không có còn nghĩa là cái giá trị trọn vẹn nữa. Cho nên hình ảnh một cái sự việc nghĩa là một cái câu chuyện để giúp cho chúng ta sáng tỏ ở chỗ này. Quý vị còn nhớ ở trong thiền sử Nhật Bản có câu chuyện giai thoại thiền rất là có ý nghĩa, là một vị tiến sĩ sau khi nghĩa là trải qua những cái bước thăng trầm về cái chỗ nghĩa là kiến thức của mình, ông vẫn còn khao khát, vẫn còn thấy rằng mình chưa có được đầy đủ, và nhất là nghe nói nghĩa là Phật pháp là cái gì nó bao dung, nó gom chứa hết. Cho nên sau cùng ông đến ông gặp một vị thiền sư. Ông đến ông gặp một vị thiền sư nhưng mà do cái tài nghĩa là cái kiến thức nghĩa là thâm thúy của ông, nghĩa là bao la của ông, cho nên rồi ông đến ông gặp vị thiền sư, ông mới trình bày những cái nghĩa là ưu tư thắc khắc khoải của mình, những gì đó ông nói hết vấn đề này tới vấn đề kia. Vị thiền sư vẫn lặng lẽ nghe. Rồi nghĩa là trong khi nghĩa là ông cứ nói mà cái ý chính của ông á, thì ông muốn đến để học với vị thiền sư là bởi vì trong cái kiến thức của ông vẫn còn thấy có những vấn đề ông bế tắc. Nhưng mà lên gặp vị thiền sư rồi á, thì ông thao thao bất tuyệt, ông trình bày những cái chỗ sở đắc của ông, nói nghĩa là hoài, thì vị thiền sư nghe, cứ nghĩa là lặng lẽ nghe. Rồi một chập rồi vị thiền sư nghĩa là mới để cái tách trà, rồi cầm cái bình trà rót lên, rót để mời uống nước. Nhưng mà rót cho tới nghĩa là cái chung trà, cái chén trà đó nghĩa là nó đã tràn trề rồi mà vị thiền sư vẫn cứ rót, thành ra cuối cùng nó tràn ra ngoài. Thì lúc bây giờ ông này cũng nhìn thấy như vậy, ông nói dạ thưa ngài, đây rồi. Tại vì nghĩa là ông tưởng đâu vị thiền sư nghĩa là không thấy, cho nên rồi cứ rót, cứ châm mãi, bây giờ nó tràn trề ra rồi. Thì nhờ cái chỗ đó ông mới dừng lại thì ông nói dạ thưa thầy, nhưng nó tràn rồi. Thì lúc đó vị thiền sư nói phải rồi, nó tràn rồi. Như vậy thì ông thấy không, nếu mà cái này nó đã đầy rồi thì rót vô đâu có thấm vào đâu được, nó không có dính vào đâu được hết, nó không có chứa vào đâu được hết mà nó tràn ra ngoài. Cũng giống như nãy giờ ông đến đây, đầu tiên thì ông nghĩa là trình bày ông muốn học hỏi Phật pháp, nhưng mà nội cái ông nói không là tôi đã hết chỗ rồi. Tức là những gì ông trình bày thì nó đã đầy hết trong ông rồi, rồi bây giờ tôi nói chỗ nào nữa, tôi có chỉ được cái chỗ nào nữa đâu. Phải chi nó còn có chỗ trống á, thì mới có thể đưa cái đó vô, còn nó đầy hết như vậy thì đưa gì được nữa. Đó quý vị thấy rồi, đó là một cái ý nghĩa để nhắc nhở cho chúng ta. Đừng có bao giờ nghĩa là mình vô tình, lúc nào nghĩa là mình cũng có cái tự phụ, cái biết của mình, mà mình không ngờ chính cái đó nó làm thành cái rào cản, không đón nhận được những cái chân lý lẽ thật. Khi có cái duyên lành đến với mình không có nhận ra được. Chứ thật ra trong chung quanh chúng ta đó, không chờ tới nghe pháp, quý vị có thể nghe là nhìn được, cảm nhận được chung quanh mình, cũng có thể có những nghĩa là sự việc nó xảy ra, mà khi mà quý vị nghĩa là chỉ cần lắng lòng chút xíu thôi thì chúng ta thấy được nghĩa là cái giá trị nó liền. Chúng tôi xin nêu một vài cái cho nó gần. Thường thường thì khi mà nghe quý thầy tụng kinh xong, cái phục nguyện tình giữ vô tình giai cộng thành Phật đạo, tức là cái loài hữu tình và vô tình đều trọn thành Phật đạo hết. Trời, chúng ta nghe chúng ta thắc mắc, thậm chí khó chịu nữa. Thí dụ bây giờ cái loài hữu tình thì nó có buồn vui thương ghét, rồi nó tu hành nó thành Phật thì phải rồi. Còn bây giờ cái bàn cái ghế hay là nghĩa là cái cây cái gì đó, nghĩa là nó vô tình đó,
cây gỗ rồi đó là nó là vô tình, mà nó cũng thành Phật đạo là sao? Thành ra chúng ta thắc mắc cái chuyện đó, chúng ta chịu không nổi. Không lẽ giữa mình là một cái loài tình thức, một cái chúng sinh cao cấp như thế này mà lại đem so sánh với cái bàn? Nếu bây giờ chúng ta nói tình giữ vô tình gia cộng thành Phật đạo thì cái này thành Phật đạo phải rồi, còn cái này cũng thành Phật đạo nữa. Đó không, chúng ta thấy thôi, đâu có hợp lý. Thành ra chính những cái thắc mắc đó là nó cứ nghĩa là âm ỉ hoài, nhiều khi không dám hỏi, nhưng mà ấm bức lắm. Thì bây giờ quý vị hãy xét coi, hiện nay huynh đệ chúng ta đang ngồi trên cái ghế là vô tình, phải vậy nè. Nhưng mà quý vị thấy cái ghế có khi nào nó nói cái người nào giàu thì tôi cho phép ngồi lên, mà nghèo là không được nha. Cái người nào khôn thì ngồi lên, còn người nào ngu đi chỗ khác, đừng có ngồi lên cái ghế này. Có không, có cái ghế nào nó dám nói gì không? Rõ ràng là nó hết sức là bình đẳng, giàu nghèo gì lên ngồi đó nó cũng đỡ cho mình hết á, nó sợ mình té. Nếu mà không có cái ghế đó, quý vị ngồi bẹp xuống cái là té lật ngửa lên đi. Nó đỡ cho mình để mình khỏi có bị té, không có bị ngã. Mà không bao giờ là nó phân biệt giai cấp giàu nghèo sang hèn gì hết, trí ngu gì hết á, nó bình đẳng. Rồi bây giờ mình là cái người hữu tình đây, mình ngồi xong rồi nãy giờ nghe chà hay quá, cái lấy cái viết tầm bậy tầm bạ ở trên cái đó đó. Rồi viết thì thôi, vì nếu mà mình lỡ mình muốn ghi chép cái gì đó cho nó kịp thì tí nữa chúng ta làm cho nó sạch lại, xóa lại cho nó sạch. Hay là nếu giờ nghĩa là mình ghi chú tạm thời thì chút nữa mình lấy tờ giấy mình ghi qua rồi thì mình xóa cho nó sạch đi. Đằng này không có đâu, khi ta đến đây ngồi thì cái ghế đã được sạch sẽ, đã được trang nghiêm, ngay hàng thẳng lối. Tí nữa mình đứng lên mình ra về thì ở trên này nó để lại cho một đống mực, thậm chí là để lại mấy tờ giấy dụng. Còn cái ghế thì nó nằm bên trái, nó nằm bên phải, bị đá qua một bên. Như vậy thì ai có tình quý vị? Mình có tình không? Mình có tình mà không có tình. Còn cái không tình mà lại có tình, nó là vô tri vô giác, tức là nó không tình. Nó không tình mà nó tiếp mình một cách đàng hoàng, giàu nghèo sang hèn gì nó cũng tiếp hết, nó bình đẳng, nó không chê khen. Còn mình có tình mà mình làm như vậy đó, mình không biết ơn cái ghế chỗ nào hết, tí nữa mình đứng vậy mình đá nó qua một cái, làm cái rột rén đó, thậm chí nhiều khi sứt luôn cái chân nữa. Quý vị thấy không, có nhiều cái trường hợp như vậy đó. Chúng ta ngồi thì nghĩa là tựa trên cái ghế, nhưng mà còn lúc lắc cái ghế gãy hết cẳng. Rồi bây giờ mình hỏi ai có tình nè, mình có tình mà tại sao mình làm gì kỳ vậy? Đó, chúng ta có tình mà chúng ta làm như vậy đó, còn chê nó không tình mà nó là thực sự là quý vị thấy coi, nó hết sức là công bằng và bình đẳng, ai nó cũng tiếp cả, nó không chê khen nghĩa là sang giàu nghèo hèn gì hết đó, nó tiếp hết. Và cái công cụ của nó, công dụng của nó là gì? Là sợ mình ngồi mình ngã, cho nên nó đỡ mình. Hay là bây giờ quý vị đi ra ngoài, quý vị thấy coi, có nhiều cái trường hợp trời ơi, cái bóng cây bồ đề mát quá chừng ngồi xuống rồi lát đứng dậy xả cho đống rác, mà không thấy cây bồ đề nó vô tình mà tại sao nó che bóng mát, nó sợ mình bị nắng. Rồi người trắng thì nó cũng che, mà người đen nó cũng che, người khôn nó cũng che, người hèn nó cũng che, giàu nó cũng che, nghèo nó cũng che, chứ nó đâu có nói là hãy giàu thì vô đây mà nghèo đi chỗ khác, nghèo đi qua cái cây kia, đừng có ở bên này. Nó đâu có chia cái đó đâu. Đó mà quý vị thấy coi, nghĩa là nó chỉ một mực là làm sao che cho mình có nắng mưa đừng có ảnh hưởng tới mình. Nhưng mà tí nữa chúng ta vui vẻ xong rồi cái đứng dậy cái để lại cho đống rác, để lại cho một cái gì đó, rồi thậm chí có vài ba hôm sau vì chỗ đó nó thối tha. Nói như vậy thì chúng ta có ơn với cái cây bồ đề không? Đó, cây bồ đề thì nghĩa là che cái tầm mát, cái bóng mát đó để mà che chở cho mình. Ai thì nó cũng nghĩa là làm như vậy hết, nó bình đẳng như vậy đó. Còn mình nói là mình là cái loài hữu tình mà tại sao chúng ta lại vô tình như vậy? Ta hưởng thụ xong ta không biết ơn gì cả. Ta hưởng được cái bóng mát đó xong rồi tí nữa còn làm, mình còn làm cho chỗ đó nó dơ, làm cho chỗ đó nó xấu đi. Thậm chí quý vị thấy có những cái trường hợp cần cái gì cái lấy cái cây chặt cái cây bồ đề một cái nhát, chặt hết một cành, chặt hết một nhánh vân vân. Thì như vậy nghĩa là chỉ cần nghĩa là
khi mà chúng ta nghe suốt được á, tức là chúng ta có được cái hạnh tu đó, đó thì những cái vấn đề này nó rõ ra liền. Còn lâu nay á, là tại vì mình cứ quên mình theo vật, thành ra chính cái chỗ đó là ta chỉ lấy theo cái ý tưởng của mình, à, lấy theo cái thành kiến của mình, nghĩa là để xử sự với chung quanh. Còn nếu quý vị gạt bỏ cái đó ra đi thì chúng ta sẽ thấy coi, nghĩa là cuộc sống của mình đầy đủ ý nghĩa hết, chỗ nào cũng đáng cho mình nghĩa là phải nghĩa là kính ngưỡng. Bây giờ một cái ghế mà khi chúng tôi nói rồi quý vị thấy nó còn có công ơn với mình như vậy thì nói chi tới cái chuyện khác, đôi giày đôi dép nữa cũng vậy. Rõ ràng là cái đôi dép nghĩa là mình mang để mình không có bị bẩn cái chân, không có dơ, không có đập đinh, không có đập miễn. Mà không hiểu tại sao tới lúc nghĩa là mình lên một cái thềm hay là mình bước vào nhà cái mình giục đông tay một chiếc, đông chiếc đây, tay một chiếc. Chứ đúng ra mình là cái người nhớ ơn đó, nói à thôi để lại đàng hoàng nha, nhờ mày mà tao nãy giờ không có đập đinh nè. Đúng không à? Ở vậy đó mà mình nói mình có tình mà mình xử sự như là cái chỗ nghĩa là không có tình chút nào hết. Còn ngược lại quý vị thấy không, nó vô tình đó nhưng mà nó sẵn sàng, nó chắn che cho mình. Trời ơi, nhiều khi mình đạp trúng cái gì là lủng đôi dép chứ không có lủng cái chân mình, không hại tới cái chân của mình. Cho nên chúng ta đi được, chúng ta nghe suốt được cái chỗ đó rồi là tự nhiên quý vị mở hết những cái giác quan khác. Cũng nghĩa là có một cái linh hoạt như vậy, một cái sự diệu dụng như vậy thì chúng ta sẽ thấy coi đâu đâu cũng đầy đủ những cái giá trị của cuộc sống. Chứ không phải như bấy lâu nay chúng ta thường hay chê. Trời ơi, nghĩa là tôi sống ở đây chẳng có ai hiểu hết, chẳng có người nào là tốt hết. Trời ơi, nói một cách thề vậy đó. À, quý vị thấy coi. Ở đây không có ai tốt hết. À, hay là ở đây nghĩa là thế này, thế nọ, vân vân. À, là tại vì mình lấy cái thành kiến của mình đó. Chứ nếu chúng ta bỏ cái thành kiến đó ra thì chúng ta sẽ phát hiện những cái điều này liền. À, và nhớ điều mà chúng tôi đã chia sẻ với đại chúng, quý vị về đạo tràng, về nghĩa là trong một cái môi trường tu học này là chúng ta để học cái hay chứ không phải để học cái dở. Vậy thì mình phải nhìn coi cái hay nó ở đâu. À, chứ còn nghĩa là cái hay, cái tốt, cái đẹp mình không nhìn ra thì thành ra cuối cùng rồi mình chỉ học cái dở thôi. Một cái chuyện rất là đơn giản nè, quý vị tới đây quý vị thấy coi nghĩa là cái giảng đường này trang nghiêm sạch sẽ, mà nếu không có người lau dọn thì chúng ta có được như vậy không? Phải không nè? À, chúng ta có nghĩa là được như vậy là nhờ có ai đó đã âm thầm dọn dẹp bài trí cho mình, nghĩa là được như vậy. Rồi tí nữa ta thấy một huynh đệ nào á, vô ý vô tứ ngồi mà còn nghĩa là viết nguệch ngoạc ở trên cái ghế, rồi tí nữa nghĩa là xả rác, bỏ giấy ở dưới nghĩa là cái ghế, hoặc giả là ở dưới nền nhà, thì quý vị sao? Khởi phiền não. Người này vô ý vô tứ, chẳng có ý nghĩa là ý thức trách nhiệm gì cả. À, hay là thật là gọi là thô lỗ. À, người ta chỗ này sạch sẽ như vậy đó mà nỡ đành lòng nghĩa là bài biện cho nó dơ, hay là làm cái gì đó cho nó nghĩa là trái quấy đó, thì thường thường là chúng ta chỉ khởi cái phiền não trách. Mà nếu trách như vậy đó, thì chúng tôi xin thưa với quý vị là quý vị đã nhiễm ô cái dơ rồi, cái dở rồi. Thay vì mình thấy vậy, tí nữa mình đến đó mình nhặt, mình bỏ trở lại cho sọt rác để chỗ này nó được sạch sẽ. Thì khi chúng ta làm là điều chỉnh lại cái chỗ này cho nó được sạch sẽ, đó là chúng ta đã nhớ cái ơn ai đã làm ra cho mình hưởng. Cho nên bây giờ chúng ta giữ gìn lại cái chỗ đó. Chứ người ta mới kêu gọi mình giữ gìn môi trường. À, mình đến đây cái môi trường này nó đương nghĩa là tốt lành như vậy, tí nữa nó có ô nhiễm cái gì đó thì chúng ta điều chỉnh nó lại. Còn cái người mà làm ra cái chuyện đó đã là dở rồi thì chúng ta học theo chi mà để phiền não. Đó, quý vị thấy không nè. Thành ra cuối cùng á, mình nói dạ thưa thầy, về chùa là để học cái hay. Mà học cái hay đâu, không chịu học, toàn học cái dở không à. Nó học mấy cái để rồi phiền não nè, để rồi nghĩa là sân si nè, để rồi nghĩa là trách cứ nè, để rồi nghĩa là tranh giành nè. Thì như vậy làm sao mà hay được. Học những cái đó là thành dở rồi. Trong khi nó lặng lẽ bên cạnh đó còn biết bao nhiêu cái điều hay. À, nếu như quý vị nghĩa là nhớ ơn ai đã làm ra cái chỗ này sạch sẽ như vậy thì tí nữa ai xả rác mình cứ việc hốt. Mình cứ việc dọn dẹp để giữ gìn trở lại cái này sạch sẽ. Đó là chúng ta đã trả được cái ơn của cái người đã làm ra cho mình. Ta không có làm cho những vị đó thêm nhọc lòng.
ta không làm theo cho cái chỗ của các vị đó, nghĩa là bị mất đi cái ơn lớn đó. Còn cái chuyện người xả rác mình trách họ làm chi? Ở hãy mình chúng ta phiền não với cái người đó thì tức là chúng ta học cái dở đó rồi. Đó, thì như vậy hôm nay chúng tôi hé mở cái chỗ này để cho quý vị thấy ngài dùng cái chữ đế thính đó, là có một cái ý rất là sâu. À, không có phải nghe mà bình thường được. Mà tại sao bây giờ huynh đệ xét coi tam thiên là ba cõi, tức là cõi dục nè, cõi sắc và cõi vô sắc. Mà tại sao lại là nghe mà không có chịu thấy? Bởi vì thí dụ giờ nha, nếu như cái bình hoa này chúng ta sợ nó ô nhiễm, mình sợ nghĩa là mình bị dính mắc, thì mình nói là tôi xa cái này đi, xả cái này, tức là xa rời nó, đừng có gần gũi với nó. Thì như vậy chúng ta phải lấy cái gì? Lấy mắt. Phải không nào? Mình phải thấy nó. Thấy xong rồi là mình nghĩa là không dám gần, thì gọi là xả, tức là sợ dính mắt. Còn ở đây tại sao lại lấy cái nghe? Tại sao lại lấy cái nghe mà không lấy cái mắt mà xả? Xả ta ba nghĩa là tam thiên này đó, đúng ra chúng ta phải dùng mắt. Dùng mắt thì mình mới thấy à, tôi không có dính ở trong cái cảnh giới đó, tôi không dính ở trong nghĩa là cái môi trường đó. Thì như vậy nghĩa là mới gọi là xả. Mà ở đây xong rồi ngày lại không dùng mà cái thấy, mà ngày là dùng qua cái nghe. À, thì giờ xin thưa với đại chúng là bởi vì trong ba cõi đó, cái cõi mà có hình bóng ít lắm, đa phần là không hình bóng. À, chút nữa nghĩa là chúng ta đi vào chi tiết rồi sẽ thấy trong ba cõi đó mà xuất hiện có hình bóng chỉ là một phần nhỏ thôi. Còn phần lớn coi như là quý vị thấy là một phần của cõi dục nè đã là không có hình tướng rồi. Rồi cõi sắc, cõi vô sắc hoàn toàn là không có hình tướng. Thành ra chính cái chỗ đó nó chính là cái tâm niệm bên trong, nó là cái tư tưởng ở bên trong. Cho nên nó không phải dùng con mắt mà có thể là thấy nó được nữa. Nhưng mà đứng về cái nội dung, cái nội tâm á, thì chúng ta có thể nghe được cái tiếng của cái cảnh giới đó. Ta có thể nhận ra cái cảnh giới đó. À, chính cái âm thanh ở trong lòng của mình á, thành ra xả bằng cái cách là đế thính là như vậy. Để lắng nghe nghĩa là một cách sâu thẳm, mà lắng nghe này lại là lắng nghe ngay trong cõi lòng của chính mình. Thì quý vị sẽ nhận rõ tam thiên hình thành từ ở trong cõi lòng của mình chứ không đâu xa. À, thành ra dùng chữ đế thính là để nhắc cho mình, nghĩa là dùng cái nghe. Như chúng tôi đã trình bày với quý vị cái cảnh giới ta bà này, Đức Quán Thế Âm đã trình cái pháp tu của mình là dùng cái nghe. Thì Đức Phật khen đúng là cảnh giới ta bà, nghĩa là ngài Quán Thế Âm đã sử dụng cái pháp tu nghĩa là hết sức là thù thắng. Đó. Đến đây rồi chúng ta mới thấy là ngài dùng chữ đế thính là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta đi qua tam thiên ha, tức là ba cõi. Thì nói gần ba cõi đó là gì? Là dục, cõi dục nè, cõi sắc và cõi vô sắc. Thì cõi dục tức là hình thành là do chúng ta còn ham muốn. À, ham muốn thì dựa trên cái bao quát á, thì gọi là ngũ dục, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Tức là chúng ta ham muốn về cái sắc chất, tức là về hình tướng, về cái nghĩa là cái đẹp, cái màu đẹp đó, tức là về hình tướng thì gọi là sắc. Rồi chúng ta ham muốn về âm thanh, tiếng nghe, ham muốn về âm thanh. Rồi ham muốn về mùi hương đó, sắc thanh hương, tức là cái chỗ thơm tho đó, mùi vị đó, cái hương vị đó. Thành ra nó ứng với cái lỗ mũi. Rồi nghĩa là chúng ta ham muốn về vị giác. Vị giác tức là khi nghĩa là lưỡi mình nếm, rồi mình nghĩa là ngon dở, chúng ta cũng sinh ra cái sự ham thích. Nên quý vị thấy coi nghĩa là món ăn đã đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của mình. Ăn là không ngon là không chịu ăn. Mà ngon là phải nghĩa là ngon theo cái ý của mình đó, đúng cái tiêu chuẩn của mình. Rồi kế nữa là ham muốn về cái sự xúc chạm. Ham muốn về cái sự xúc chạm. Thật ra như vậy thì sự ham muốn này chúng ta nói một cái tổng quát thì nó dựa trên năm thứ. Sắc nè, thanh,
hương, vị, xúc. Còn nếu mà đi tới cụ thể là gì? Có nghĩa là trong cảnh giới, nghĩa là hiện nay chúng ta đang nghĩa là qua lại tái sinh. Sở dĩ nghĩa là mình còn mắc vào cái cảnh giới dục này á, là do chúng ta còn ham dâm dục và thực dục, tức là cái ăn và cái nghĩa là cái dâm. Rồi nếu một phần nữa có nghĩa là còn cái ngủ nữa. Vì những cái ham thích này cho nên nghĩa là chúng ta gọi được gọi là